ra gì những món đồ chơi như thế này các bạn. Không có gì cái máy nào cả. Hai cái đều giống nhau. Cơ chế hoạt động giống nhau thôi. Đây là một chiếc máy quét nhà tôi mua ở trên Lazada. Tôi mở ra để xem nó có quét nhà có tốt không nhé. Đây, cho cái tấm quét nhà vào đây, cho cái tấm để đóng đục vào đây, dán vào đây. Trong này là có pin rồi các bạn nhé, 4 quả pin. Đây dán, đây là cái tấm để đóng bụng. Rồi lật nó xuống, đây là cái nút công tắc để chạy. Chạy ok rồi, cho quét nên nó sạch không nhé. Máy bắt đầu chạy, bắt đầu quét. Và xem có dính được các thứ không? Cho chạy một lúc thôi. Mắc à? Đó. Máy quét nhà thông minh nhé, nó mắc cái nó chạy đi đường khác luôn. Rất chi là hiện đại. Đấy, mắc cái làm lại chạy luôn. Đang bị mắc. Bắt đầu máy đang xử lý này xem chạy ra khỏi cái chỗ nó mắc. À, chạy được không? Chạy được. Đấy, lại mắc này. Mắc cái gò gạch, máy đang cố gắng để chạy đi ra chỗ khác này. Với một cái máy như thế này thì ta chỉ cần lắp pin, bật công tắc để cho nó quét, người ta đi chơi. Nó sẽ quét sạch nhà. Cái chụp cái gò này cao quá không chạy được. Rồi bây giờ tôi sẽ tháo nó ra xem trong nó có cái gì mà thông minh. Nó chạy à? Đơn giản. Đây là gồm hệ thống motor,
tôi đây thì chỉ có một cái motor, một cái motor công suất nhỏ sẽ được điều hướng qua hệ thống hai bánh răng, một bánh răng xoắn và một bánh răng bằng, vừa điều tốc vừa điều hướng để truyền xuống cái bánh này. Lực chạy máy sẽ được truyền hướng từ con motor một chiều này, công suất chắc là nhỏ, qua hệ thống bánh răng điều tốc chuyển hướng chuyển xuống bánh xe. Đây là bánh xe động, có thể quay 360 độ. Rồi đây là nối dòng nguồn pin. Thế còn cái cục này, cái cục vuông vuông này là cái cục để tạo trọng lượng cho cái máy lau nhà này thôi, chứ nó không có một cái thiết bị điện tử nào ở trong này. Chắc chắn là như vậy, vì nếu không có độ nặng thì cái máy không thể bám xuống nền nhà được, không bám xuống nền nhà được. Trong thiết kế thì họ để sẵn một cái lỗ này là để lắp cái mắt cảm biến. Thế nhưng thực tế ở đây người ta không lắp cái mảnh cảm biến, cái chắn cái lỗ này là lỗ chờ để lắp cái một cái mắt cảm biến nhận diện ở dưới nền nhà. Nhưng mà đây trong mạch người ta không thiết kế và người ta để lỗ này thôi. Như vậy một cái máy rất đơn giản như là máy trò chơi trẻ con, như là cái trò chơi trẻ con thôi, không có cái gì phức cả. Lau nhà thì cũng lau được nhưng mà không có tác dụng mấy, đại loại là đấy, bây giờ mà lắp pin thì nó sẽ chạy. Hai quả pin nó cũng chạy, hai quả pin này nó đã chạy được rồi. Thực ra là nó chỉ chạy bằng có thể 3V, nhưng mà đây người ta không phải là bằng nối tiếp cả 4 quả pin và nối tiếp hai quả pin để tăng cường độ, tức là 4 quả thành 2 cặp đấu nối tiếp tăng cường độ, tăng dòng. Rồi ok, lắp vào. Đấy là cấu tạo trong của một cái máy lau nhà thông minh. Cho dù không có hệ thống cảm biến điện tử nhưng mà một hệ thống cơ học cũng tạo ra được một chiếc là máy lau nhà thông minh. Cái thông minh ở đây là những người đang nghĩ ra cái này, là những người thông minh. Người ta đặt tên cái này là cái lau nhà thông minh.
đồ chơi. Thì đồ chơi chỉ con thôi. Những người thông minh người ta nghĩ được sản phẩm thông minh. Và những người bán cái này thì người ta cũng thông minh thì nó bán được. Đấy, bắt đầu chạy. Chơi như thế này các bạn, không có gì cái máy nào cả, hai cái đều giống nhau, cơ chế hoạt động giống nhau thôi.